Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe touring mới về bên em, dòng Gian X-Cap SL2. Thì đây là một trong những cái dòng xe touring bắn chạy nhất trên cửa hàng bên em. Và dòng Gian X-Cap mà giá thành rất là tốt. Xe được sử dụng với bộ khung nhôm siêu nhẹ của alloy X và bộ chạy bộ rơm sườn, phanh dầu thủy lực hai bên trước và sau. Và lại đánh giá chiếc xe rất là mới về bên em đánh giá trên 90% xe và vẫn là cái tông màu đỏ. Đây là một trong những mẫu xe dòng touring em đánh giá rất là cao và rất là bắn chạy bên em mà em mới về. Và bây giờ em xin mời anh hãy tổng thể chiếc xe. Vâng, lần này vẫn là cái tông màu đỏ của dòng xe touring Gian X-Cap rất là nổi bật cho những bác thích sự tự tin và mạnh mẽ khỏe khoắn. Và trước đây thì em về một chiếc dòng size S thì nay em về một chiếc size M. Đây, model của dòng Gian SL, Gian X-Cap SL2. Đây là một trong những mẫu mà dòng Gian touring rất là bán chạy bên cửa hàng bên em. Xe được sử dụng với khung nhôm alloy XL. Thì như các bác biết thì nhôm alloy XL là dòng cao cấp dành cho những cái dòng xe của dòng Gian, với tông màu sơn rất là bóng và sáng. Các có thể đánh giá là em đánh giá trên 90% xe. Để tuy qua quá trình sử dụng có một vài vết sức nhỏ trên khung xe, đây có một vài vết rất nước nhỏ trên khung xe, nhưng mà không tổng thể xe rất đẹp, không ảnh hưởng đến xe nào nhé. Đây là dòng Gian X-Cap 2 và lần này em có một chiếc là size M, hợp kim nhôm. Cổ phốt ghi đông chính hãng của xe, thì cổ phốt ghi đông Gian nguyên bản cho xe còn rất là mới. Và cái tông màu đỏ của dòng Gian X-Cap này là tông màu đẹp nhất của dòng Gian X-Cap cũng như X-Cap 2. Rất nhiều bác thích cái dòng màu đỏ này. Tôi ấm cao su đúc chính hãng của Gian nguyên bản trong xe. Xe được sử dụng với 8 tầng lip chính hãng của Shimano và cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Đằng sau xe sử dụng cũng là cụm phanh dầu thủy lực của Techo và sử dụng với 3 tầng đĩa. Rất là mới và đẹp. Dòng Gian, dòng chúng ta dành cho những bác Gian X-Cap SL2 này, các bác thích ưa những sự thể thao nhẹ nhàng, đạp đường phố hoặc là những khu chung cư. Đây là càng của xe, càng Gian nhưng mà theo xe. Xe sử dụng với cặp vành nhôm hai lớp, vành nguyên bản của dòng Gian, dòng SL2 của dòng touring. Rất là dày và chắc chắn, nó nhìn rõ cái độ dày của vành xe đây. Sử dụng lốp 700x28C. Và lần này xe vẫn được chạy với bộ rơm sườn cao cấp của dòng Gian X-Cap SL2. Đùi đĩa 3 tầng. Đằng trước xe thì có cái la tô chống va đập của đùi đĩa. Nhưng bản thân xe sử dụng với gạt đĩa Shimano Tuley. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano Tuley. Nhưng bản thân xe. Vâng, chiều cao đứng của bông xô của khung xe em đây là size 50. Thì các bác cao từ 1m65 đến trên 1m7. 63 trên 1m7. Cộng yên chính hãng của Gian, yên nguyên bản theo xe, yên của Gian còn rất là mới. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe, lip đen chính hãng của Shimano. Lên lip lên. Đứng lip. Và cũng có chân thua mật màu nhá. Bên tay phải em sử dụng 3 tầng đĩa, 4 đĩa, đạp đĩa của Shimano. Hoạt động của xe hầu như không có lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Và đây là một trong những dòng xe Gian X-Cap touring
Rất là bán chạy bên em và vẫn là cái tông màu đỏ rất nhiều bác người thích. Bọn em vừa đã tổng thể xong chiếc gian X-Cap SL2. Sẽ sử dụng với bộ nhôm Alloy XL rất là cao cấp, chạy dây âm sườn, dòng touring, gian X-Cap mới về bên em. Và xe là rất tốt bên em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Quá là quan tâm thì liên hệ anh qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một hẹn các bác chiều ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.